Quý chào, xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ năm, 22 tháng 12 năm 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo trong phần 2 là bản tin thời sự của Trần Quang Duật với chủ đề thanh trừng của Ba Đình. Tiếp theo là tiệc mừng Giáng sinh của Hướng đạo Việt Nam Liên đoàn Potomac Maryland tổ chức tại trường Herbert Hoover Middle School, thành phố Potomac Maryland. 17 tháng 12 năm 2016. Và sau cùng là Festival of Light, mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Mormon, thành phố Kensington, Maryland. Để bắt đầu chương trình, quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay, quý Châu kính mời quý vị theo dõi một số tin quan trọng tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ông Trump gọi vụ tấn công ở Berlin là chống lại nhân loại. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 12 lên án vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ giáng sinh ở thủ đô Berlin là vụ tấn công chống lại nhân loại. Trả lời phỏng vấn báo giới tại tiểu bang Florida ngày 21 tháng 12, ông Trump nói: "Đây là vụ tấn công chống lại nhân loại. Chúng ta phải ngăn chặn những vụ tấn công chống lại nhân loại như vậy." Khi được hỏi liệu ông có tham vấn với Tổng thống Barack Obama sau vụ tấn công ở Berlin và vụ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19 tháng 12 hay không, ông Trump cho biết đã thảo luận với ông Obama ngay trong hôm đó. Ông Trump không ngừng thốt lên rằng, thật kinh khủng, những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump đã lên án vụ xe tải lao vào khu chợ giáng sinh ở Berlin ngày 19 tháng 12 là một vụ tấn công của các phần tử hồi giáo cực đoan chống lại thiên chúa giáo và tuyên bố sẽ quét sạch các phần tử khủng bố và mạng lưới của chúng khỏi trái đất. Mặc dù tổng thống Obama đã giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ hồi sinh nhưng cử tri vẫn bỏ phiếu bầu cho ông Trump. Trường hợp của ông Obama trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ một trường hợp đặc biệt và sự kiện lịch sử. Khi ra tranh cử tổng thống, ông chỉ là thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên bước vào chính trường tại thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Ông là một cựu giáo sư luật với rất ít kinh nghiệm về kinh tế hoặc quản lý. Và khi ông bước vào tòa Bạch Ốc, ông đã phải gánh một nhiệm vụ quan trọng là vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ vì cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008. Công cuộc hồi phục Kinh tế của Tổng thống Obama không phải dễ dàng và ông cũng không có cây đũa thân để làm cho nền kinh tế hồi phục nhanh chóng vì phải cần thời gian. Nhưng Tổng thống Barack Obama sẽ để lại một di sản kinh tế cho nước Mỹ dưới thời của ông bằng hầu hết các biện pháp kích thích để đạt được một nền kinh tế tốt hơn rất nhiều so với di sản kinh tế của vị tiềm nhiệm để lại. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là trăm mức thấp nhất trong 9 năm qua. Cổ phiếu tiếp tục thiết lập mức cao. Thêm 20 triệu người Mỹ có bảo hiểm sức khỏe. Các quốc gia đã chuyển hướng các nguồn năng lượng sạch, khí thiên nhiên, năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nó cũng là một nền kinh tế mà còn rất nhiều người cảm thấy bị bỏ rơi. North Carolina từ chối hủy bỏ nhà vệ sinh người chuyển giới Cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát của North Carolina hôm thứ Tư bác bỏ một dự luật nhằm hủy bỏ một luật gây tranh cãi, ngăn cản người chuyển giới vào nhà vệ sinh trong tiểu bang. Một quy định dẫn đến nhiều tháng biểu tình và bị những người phản đối lên án và phân biệt đối xử. Phiên họp đặc biệt bất ngờ kết thúc sau khi Thượng viện tiểu bang bỏ phiếu phản đối hủy bỏ luật này. Trong cuộc họp báo sau cuộc bỏ phiếu, Thống đốc đắc cử rồi Cooper nói rằng, ông thất vọng khi các lãnh đạo Cộng hòa không giữ cam kết của họ là hủy bỏ hoàn toàn luật này. Ông thất vọng cho nhân dân North Carolina. Ông thất vọng vì chúng ta chưa xóa bỏ vết nhơ cho danh tiếng của tiểu bang ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Dự luật để hủy bỏ luật House Bill 2, HB2, bị đánh bại bởi kết quả bỏ phiếu 32, 16. Hồi đầu tuần, thống đốc sắp mãn nhiệm Pat McCrory đề nghị phiên họp đặc biệt để xem xét hủy bỏ luật này, vốn được thông qua hồi tháng 3 và đưa North Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên cấm người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng trùng khớp với định danh giới tính của họ trong khai sinh.